Về trường hợp mà cây ớt nó bị lùng á, vậy thì đầu tiên là mình phải xác định cái chuẩn cây ớt như thế nào gọi là lùng, như thế nào gọi là vừa. Thì thường thường á, một cái cây ớt nó cao tầm khoảng 1,5 tấc, tức là 15 cm là vừa. Còn tùy theo quan điểm của mỗi người, thì mình thấy là cái mùa này nó gió quá, thì để cái cây ớt nó cao quá nó sẽ quật, thì có thể mình để nó lùng xuống 12-13 cm vẫn được. Phino đổi mới nông nghiệp Việt. Cái thứ hai là mình phải xác định là bây giờ mình muốn xử lý cho cái cây ớt nó cao lên, nhưng bao nhiêu ngày nữa mình đem ra trồng. Ví dụ như còn có 5-7 ngày nữa mình đem ra trồng, 5 ngày đi. Vậy thì khi mà mình phun, mình kích cái cây nó lên, 2 ngày sau nó bật lên, nhưng mà cái hiệu ứng nó vẫn còn, tức là những cái chất, những cái tác dụng của cái phần kích á, nó vẫn còn, nó vẫn mạnh. Vậy thì ngày thứ 3 mình mới xử lý carbosi và vi sinh, thì đến cái ngày kế tiếp, tức là ngày thứ 4, ngày thứ 5 thì nó không có cứng lại kịp. Vậy thì mình phải xác định là từ 7 đến 10 ngày trở lên, còn trước khi mà đem ra trồng á, thì mình mới xử lý cho cây ớt nó cao lên được. Vậy thì khi mà còn 7 ngày hoặc là còn 10 ngày nữa đem ra trồng, mình muốn kích cho cái cây ớt nó vươn cao lên, thì mình có thể làm hai cách. Một, mình nâng tôm lên 50, tức là đối với tôm bản chất của nó là dưỡng cho cái cây nó mập, màu xanh mỡ gà và nó bật một cách vừa phải, nhưng mà nó vẫn chắc thịt. Nhưng mà khi mình nâng cái liều tôm lên 50 á, thì giống như dưỡng nó nhiều, ăn thịt nạc nhưng mà ăn nhiều á thì nó vẫn sẽ bật lên. Cho nên mình đẩy tôm lên 50 thì nó vừa mập mà nó vừa vươn lên, nó vừa mạnh mẽ lên. Rồi trước 3 ngày trước khi trồng là mình lại xử lý carbosi cho nó cứng cây lại. Hai là mình vẫn giữ cái liều tôm đó, nhưng mà mình cộng thêm 1/3 đến 1/4 gói 3K cho tỷ lệ 25 lít nước. Thì mình phun ướt thì nó vừa kích rễ mạnh mà nó vừa cây nó vươn cao lên, nhưng mà nó sẽ vươn hơn so với mình cộng 50c tôm. Đó là hai cách để mà mình xử lý cho cây nó vươn cao, nó bật mạnh lên. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.